cho màu xanh lá con tình bình yên quá phương xa người về quê đón Tết ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc hân hoan chào mùa xuân mới sang xuân đang về trên núi cho tâm hồn phơi phới vườn giá hoan ca bao điệu nhạc xuân vui ô kia mùa xuân đơm hoa một cây trái nắng chiều lấp lánh trên cây nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang đang thêm bao điều bình an chúc nhau không phiền lo gia đình luôn ấm no chúc nhau nhiều điều may trái tim yêu thật nồng say vui sung vầy đón Tết này mùa xuân về mang bình an qua đây người người cùng đón Tết xuân về đây nắng xuân tô hồng trời mây pháo hoa reo mừng xuân quây quần bên bánh chưng hát khúc ca mừng xuân trái tim tưng bừng rộn chào đón xuân Quý Mão năm 2023, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Hội đồng Trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cùng quý đối tác trong và ngoài nước, lời chúc cho một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm 2022 tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trường chúng ta đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào trên các mặt hoạt động. Tôi xin trân trọng và tri ân công sức, trí tuệ của mỗi cá nhân đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường trong năm qua. Năm 2023, tôi tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập thể chúng ta sẽ thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đã đề ra,
đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Mùa xuân đến, đem đến những nguồn năng lượng mới để đạt được những ước mơ tốt đẹp. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Hội đồng trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tôi xin trân trọng gửi tới các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các trường đại học đang là đối tác của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành những lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất. Năm mới tới, xin kính chúc toàn thể cán bộ, giảng viên và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Một mùa xuân đang tới, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi gửi tới các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các trường đại học đang là đối tác của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm 2023 được dự báo sẽ có nhiều thách thức và khó khăn, nhưng chúng ta tin rằng với tinh thần quyết tâm chung một mái nhà Đại học Nguyễn Tất Thành, chung một quyết tâm, tôi và các bạn sẽ vượt qua thách thức và khó khăn. Chúc tất cả chúng ta một năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới và thành công mới. Năm 2022 đã kết thúc. Năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Mùa xuân Quý Mão 2023 đang đến. Trong không khí tươi vui, tôi kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn sức khỏe và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành càng ngày càng vững mạnh, đào tạo cho xã hội những công nhân có tay nghề chất lượng cao. Chúc mừng năm mới. Xuân Quý Mão năm 2023 đang đến rất gần. Chúng ta hân hoan chào đón một mùa xuân mới, một năm công tác mới. Tôi chân thành gửi tới toàn bộ cán bộ công nhân viên, giảng viên công tác tại trường một năm thành công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Kính chúc quý thầy cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc để luôn mang đến cho các em sinh viên nhiều bài học hay và bổ ích. Chúc các thế hệ học viên, sinh viên cùng nhà trường đón một mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Chúc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành của chúng ta ngày càng phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế hướng tới tương lai. Kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh, quý đối tác, các anh chị học viên, các em sinh viên thân mến. Một mùa xuân nữa lại về trên ngôi trường mang tên Bác Hồ kính yêu, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trong bầu không khí ấm áp, an lành, trong niềm hân hoan vui tươi để đón chào một mùa xuân mới, Xuân Quý Mão 2023, thay mặt ban giám hiệu nhà trường, tôi xin được gửi đến toàn thể các nhà giáo, các cán bộ, nhân viên, quý phụ huynh, quý đối tác, các anh chị học viên và các em sinh viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng gia đình có một mùa xuân mới, luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mùa xuân luôn là biểu tượng của hy vọng và ước mơ. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đón chào một mùa xuân mới cùng với điểm tựa là những thành công và dấu ấn lớn đã đạt được trong năm 2022. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân nhất đến toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên, người lao động bởi những cống hiến, gắn bó và tâm huyết mà các thầy cô đã và đang dành cho Trường Đại học Nguyễn Tất Thành để mang lại những thành tích rất đáng tự hào. Cảm ơn tất cả các em sinh viên, các anh chị học viên với những cố gắng, nỗ lực không ngừng trong suốt chặng đường học tập vừa qua. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã luôn tin tưởng và đồng hành với nhà trường trong việc tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em được học tập và xây dựng tương lai. Cảm ơn tất cả quý đối tác đã luôn đồng hành, quan tâm và hỗ trợ nhà trường trong suốt tiến trình đào tạo. Hướng đến năm 2023 cũng là năm Trường Đại học Nguyễn Tất Thành bước vào tuổi 24. Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng với những định hướng, chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Hội đồng trường, của Ban giám hiệu nhà trường, sự tâm huyết của đội ngũ sư phạm, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục chinh phục những hành trình tri thức mới, nâng tầm vị thế, uy tín, hình ảnh của nhà trường trên bản đồ giáo dục trong nước và quốc tế. Một lần nữa, kính chúc toàn thể đội ngũ sư phạm nhà trường một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023, Happy New Year. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin gửi những quý thầy cô, quý cán bộ công nhân viên, toàn thể sinh viên và gia đình những tình cảm thân thiết, những lời hỏi thăm chân tình và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Nhâm Dần đang qua Quý Mão
đang đến. Cho phép tôi chúc mọi người, mọi nhà năm mới công danh sáng ngời, hạnh phúc an vui. Một mùa xuân yêu thương đang đến với mỗi chúng ta, một mùa xuân hạnh phúc đang đến với từng nhà. Trong giờ phút hân hoan chào đón mùa xuân mới, xuân Quý Mão 2023, tôi kính chúc đại gia đình trường Đại học Nguyễn Tất Thành một mùa xuân an lành, hạnh phúc, đông đầy yêu thương bên gia đình, bạn bè và người thân. Kính chúc trường Đại học Nguyễn Tất Thành chúng ta trở thành mái ấm đoàn kết, đông đầy tình yêu thương và trách nhiệm. Mỗi ngày một niềm vui, mỗi ngày một thành công rực rỡ. Một mùa xuân mới đã về, Tết cổ truyền cũng đã đến thật gần. Cô xin mến chúc quý thầy cô, các em sinh viên cùng gia đình một năm mới thành công, thịnh vượng và bình an. Hy vọng mùa xuân và những niềm vui sẽ tiếp sức mạnh cho chúng ta thêm có nhiều thành công mới trong năm mới.